Hôm 14 tháng 5, Nokia đã chính thức giới thiệu ra siêu phẩm smartphone mới của mình trên toàn cầu với tên gọi Lumia 925 với nhiều cải tiến về thiết kế và tính năng. Đúng như dự đoán, Nokia Lumia 925 là chiếc smartphone có thiết kế vỏ nhôm đầu tiên trong dòng Lumia. Máy trang bị màn hình AMOLED 4,5 inch, bộ vi xử lý 1,5 GHz và RAM 1GB, bộ nhớ trong 16GB. Ông Joe Harlow, phó chủ tịch điều hành của Nokia Smart Devices cho rằng, Lumia 925 có điểm mạnh đầu tiên là công nghệ chụp ảnh và chia sẻ hình ảnh. Tôi tin rằng chiếc Lumia 925 là chiếc smartphone với nhiều cải tiến hàng đầu trên thế giới. Điều đầu tiên có thể kể đến là công nghệ chụp ảnh và ứng dụng giúp chia sẻ hình ảnh đó với nhiều phát triển. Chiếc Lumia 925 áp dụng công nghệ máy ảnh Pure View, cải tiến mới nhất trong các dòng Lumia với độ phân giải 8,7 megapixel. Camera thông minh cho phép chụp cùng lúc 10 hình ảnh để người dùng tùy chọn khoảnh khắc và hành động một cách ưng ý nhất. Bên cạnh đó, ứng dụng Ogo giúp người dùng chia sẻ hình ảnh của mình đồng thời trên các mạng xã hội như là Facebook, Twitter, Foursquare, Tumblr, Flickr và Instagram. Lumia 925 có giá dự kiến trước thuế khoảng 470 euro, được bán ra tại thị trường châu Âu, Trung Quốc vào tháng 6, kế đến là Mỹ và các thị trường khác.